Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước hãng MBB gia nhập phân khúc ADV cấp cơ bản với cái mẫu lịch T502X 2024 hoàn toàn mới. Cái phân khúc xe mô tô địa hình không ngừng phát triển cùng với cái sự ra đời của rất nhiều nhãn sức hoàn toàn mới, đặc biệt các nhãn sức đến từ thị trường Trung Quốc đang tận dụng cái lợi thế này tại cái sự kiện ESMA 2023. Một số mẫu xe ở hãng phiêu lưu mới do Trung Quốc sản xuất đã bắt đầu lộ diện, từ những cái mẫu xe phân khối nhỏ đến những dòng xe cao cấp với rất nhiều công nghệ và hiệu suất tiên tiến. Một cái dòng sản phẩm mới nhất đến từ một cái công ty khá mới marketing là Moto Bologna Passione, và mặc dù cái tên của nó nghe có vẻ là tiếng Ý nhưng thực tế nó không mang đậm cái chất Ý như chúng ta đã nghĩ. Tuy nhiên hãng MBB hy vọng sẽ gây bão thị trường cho Âu với một cái dòng xe phiêu lưu mới nhất của mình có mã tên là T502X 2024. MBB là một cái công ty mới được thành lập bởi cái tập đoàn của Kiway. Sau đó cái công ty mẹ Kiway không ai khác chính là cái đế chế xe máy Trung Quốc là Guangxiang Moto, hay chúng ta còn gọi cái tên tắt là Quasimoto. Vì vậy MBB có thể là nguồn gốc đến từ châu Âu, nhưng nó thật sự là một công ty Trung Quốc và sản xuất những cái sản phẩm của nó sản xuất ở Trung Quốc bởi người Trung Quốc. Từ cốc độ kiểu dáng thì MBB T502X 2024 nó khác biệt nhiều so với những cái dòng xe hạng phiêu lưu khác cùng loại. Kiểu dáng của nó làm chúng ta gợi nhớ đến cái dòng là Harley Davidson Spark American, và đặc biệt khi nó nhìn từ phía trước. Từ quan điểm hiệu suất thì MBB T502X 2024 nó dành cho những người mới bắt đầu chơi xe có bằng lái A2 tại khu vực châu Âu, nên chiếc xe được trang bị cho mình động cơ là 2 xăng, dung tích là 486cc, làm mát bằng cái lỏng, phun nhiên liệu điện tử và cho ra công suất là 47,6 lực, mô men xoắn cực đại là 43 Nm. Điều này hạn tốc độ tối đa là 160 km/h. Theo đó thì MBB T502X 2024 được thiết kế để tận dụng cho cả đường trường lẫn đường địa hình. Nó tận dụng cho mình một cái bộ bánh ở phía trước là 19 inch, phía sau 17 inch, đi kèm cái cặp lốp BRD Cosden Rally STA. Hệ thống che bao gồm phục hành trình ngược phía trước có thể điều chỉnh, và cái giảm xúc đơn phía sau mang lại cái hành trình ấn tượng 180mm. Điều này mang lại cho cái chiếc xe các khoảng xe ngầm tương đối lớn 210mm, và cái chiều cao yên cũng rất dễ dàng tiếp cận 830mm. Trọng lượng khô dự ở mức 195kg và dung tích bình xăng 16 lít. Hãng MBB vẫn chưa công bố mức giá bán của cái chiếc T502X 2024. Tuy nhiên, cái điều để chúng ta chú ý là mẫu xe này cùng với những cái mẫu xe khác trong cái dòng sản phẩm của MBB có thể chỉ giới hạn ở thị trường châu Âu và châu Á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hãy đăng ký tiếp, nhớ like, share, subscribe.